Devo. Chi xe bằng chết, có người bắn. Ôi, chơi đi sức mà rồi. Xúc phải về đi. Ờ, ai xúc phải đấy? Chiếc chiếc 14 này theo một con xe bằng chết nè. Chiếc 14 còn hỗ trợ, chiếc 14 hỗ trợ tại khu vực SC Tunnel. Nó bị nổ lắm. Thấy, bắn 2000. Chẳng đúng không? Có một đối tượng ở ngay cây xăng chị thương, cây xăng trước phi bóc vi đem cũ, vi đem bên đang ở dưới hầm chỗ thích túng gần vi đem quay khu này rồi, quay vi đem rồi, cái vi đem cũ á. Xe ngân hàng sao vậy? Cướp xe ngân hàng đúng không? Trên xe ngân hàng nè. Đúng rồi. Đập 2 sếp ơi, mọi người ra đập 2 chân sếp ơi. Đâu đây? Đây đập 3 hay đập 2? 3 mà. Đây đập 3. 3. Tôi yêu cầu anh trai xuống xe tắt theo lời. Có rất nhiều tiếng súng mà sao có đúng một người này lái xe à? Ờ, tại cái băng trung công viên trung tâm là có 2 đến 3 đối tượng. Né anh bắn lái xe nè. Né. Bóc cái chiếc ngân hàng lại. Còn chiếc SUV ra đây bóc chiếc ngân hàng rồi coi. Rồi mình lấy chiếc SUV rồi. Ê chiếc bài trọng. Bóc xuyên. Chó nó vô tường. Chiếc xe này nè. Để vô tường, ngay trên cầu luôn. Rồi, chặn sau, nhanh, chặn sau. Ok. Chị nóc sắp phai, à. Ngay chỗ tóc súng nó phải, chở thay đồ nè. Công sao anh công ơi. Đâu anh. Đâu anh. Chỗ nào đây người ta má bên chỗ nào, đồ qua nè. Nó đổi xe. Xe nào? Xe bắn chết, theo chiếc xe bắn chết thôi. Cẩn thận lên trên mái kìa. Chết mặt đây đúng không? Sốc phai luôn nha. Nãy nó bắn luôn. Sốc phai luôn, nó bắn vào đó. Nào đang chạy SUV hỗ trợ tôi đưa đối tượng này. Quái 2000 cũng bắn mình đó. Đây nè, đi đâu vậy? Đây nè. Đâu anh? Con tỏ đây. I need iPad.
Em đưa cho, em đưa, em đưa, em đưa, đưa cho. Đưa xe này, 400 này. Em đưa cho. Đưa xe này xem. Đưa đi anh, đưa đi. Đưa đối tượng, đưa đối tượng lên xe chiếc 14 này. Chụp, chụp, chụp cái video này. Chụp lại cả nghi phạm nằm rồi chụp cả xe rồi em đưa lên nha. Chụp nghi phạm nằm cho ơi, chụp nghi phạm nằm nữa. Cho ơi. Còn có công viên khu, ở cái khu công viên trung tâm nhiều đối tượng nằm lắm. Đang quan sát khu này. Cho anh chụp ơi. Cho anh chụp ơi cho. Cô ơi, xe 914 để chở để đưa đối tượng lên xe. Rồi. Để quay trở lại cũng như trung tâm. Cái xe này sao giờ sếp? Cốp xe chở cốp xe qua cái gì không? Xe như không biết không? Này này để chở người này đi nè, xe tuần tra, chở ra tuần tra. Xe 43 cấp ly, cấp ly. Ờ còn hỗ trợ xe 914 đường. Giam cái xe tiền rồi. Ừ. 914 này ở đâu? Hướng về trung cư sếp ơi. Rồi ok. Rồi di chuyển về một cái trung tâm với lại là qua trung cư hỗ trợ 914 rồi về một cái trung tâm. Thì em đi đi. Bệnh viện luôn sếp ơi. Đây thôi. Xe phải cầm Glock xe thục màu trắng hả? Hồi nãy anh đâu thấy em cầm Glock. Đúng rồi, xe thục màu trắng này nó xuất hiện ngay giữa hiện trường luôn mà. Glock em để mình nè. À. Để bắn hết cái hết hết quality cái này. Còn một số thiên quan tới mình xài Glock bây giờ. Nó xài xuống ngoài. Ok, qua Glock. Dạ dạ. Glock này, qua Glock này. Dạ, chiếc Honda rồi. Đi qua Glock đi. 49 ở dưới đây hỗ trợ đi em. Giam chiếc Honda lại rồi giam luôn cái chiếc SUV lại. Ra bệnh viện nè. Mấy đối tượng nào bên lề đường kìa. Nhảy múa tung tăng rồi. Ai qua megaphone rồi ta. Không đâu, người ta đứng bên ngoài lề đường kệ đi. Không có liên quan gì cả, làm gì kệ ra. Kiểm soát những cái nghi phạm mà nằm trong bệnh viện đấy là đưa người ta vào chữa trị đấy.